Chào các bạn đến với kênh YouTube Bông Lan Rừng. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến thăm một khu rất là đặc biệt nằm ở lõi của di sản văn hóa thì Tràng An. Đây là khu Maison Quê. Mình bắt đầu đi vào hai bên nhiều ao hồ. Đây là đầm sen, đã hết mùa cho nên là sen lụi và được thả cá tự nhiên. Con đường đi vào được rải sỏi xào xạo dưới chân. Mình có thể đi bộ, massage lòng bàn chân rất là tốt. Chỉ cách Hà Nội 100 km nhưng mình đã đi lạc vào một thế giới tuyệt vời. Xung quanh là các dãy núi đá vôi. Đây là một cái thung lũng nhỏ. Hoa đẹp. Mình đi trên một chiếc cầu gỗ lắt lẻo bắc qua ao. Ao thả cá. Ở đây nông dân trồng lúa một vụ, chứ làm vụ này là không trồng lúa. Mình tháo nước vào ao, thế là cá ở ngoài sông suối tự nhiên. Oài, cá đang quẫy đạt rất là nhiều. Cá ở sông suối tự nhiên sẽ vào trong ao hồ của mình. Không phải cho ăn, bởi vì nó ăn những cái vi sinh vật sống phù du rất là tự nhiên. Lầu tứ giác. Đến trải nghiệm tại Maison Quê, mình sẽ được câu cá, được úp cá, được bắt lờ, trải nghiệm cuộc sống của nông dân thôn quê Việt Nam rất là dễ chịu và thoải mái. Đây mình nhìn này, các núi đá vôi, không khí thì vô cùng trong lành, rất là nhiều oxy, nhiều năng lượng. Ngày nghỉ cuối tuần mà đến đây thì cả một tuần làm việc hiệu quả. Mình tiếp tục đi tham quan bể bơi ngoài trời, được đắm mình trong thiên nhiên. Núi đá trên là rất là trong, trong vắt. Cây hoa, hoa lan. Ngôi nhà Bắc Sơn Garden rất là đẹp. Tí nữa sẽ mời các bạn vào tham quan ngôi nhà. Một nơi nếu gia đình mình mà đến đây để nghỉ dưỡng thì là một nơi rất là tĩnh lặng, không gian cho riêng mình. Nằm nghỉ trên chiếc ghế này. Đang ở ngoài biển. Xung quanh rất là nhiều là ao hồ như vịnh Hạ Long trên cạn. Khu vực mình đang đứng là lõi của di sản Tràng An, di sản văn hóa Tràng An. Sắc đẹp. Đến đây mình sẽ được hòa mình vào thiên nhiên. Cây hoa lá.
mình dưới bóng nước. Sáng thật là yên bình, trong lành tuyệt đối. Hít thở không khí rất là nhiều oxy. Quầy ba của khu Tam Cốc Garden đẹp nhỉ. Quầy hoa hít hà hương thơm của rừng. Có xe đạp để cho mình trải nghiệm. Đâu đâu lên đâu anh Dân ơi. Một chiếc bể bơi nữa trong quần thể. Đây gọi là chiếc gác măng dê. TikTok chặn bát gọi là gác măng dê đúng không? Thường có biết không? Ăn buffet sáng tại Tam Cốc Garden. Dạ. Quầy bò. Thôi đi lên ăn đây. Đi lên anh Dân ơi. Đầm ấm lịch sự. Mansion quê. Mình đã chọn ngôi nhà thứ hai cho dịp ngày nghỉ lễ cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ dài. Trốn xa nơi đô thành ồn ào, bụi bặm với áp lực bộn bề. Chỉ cách Hà Nội 100 km, nơi đây mình được chìm đắm trong khung cảnh của núi rừng. Xa xa là những dãy núi soi mình trong làn nước trong xanh. Thỏa mãn sự khát khao thèm thuồng cái vị bình yên thôn quê, nhịp đời chậm rãi. Mình được chụp những bức hình đẹp vì nơi đây đã lọt vào top những resort chụp ảnh đẹp. Các bạn hãy đăng ký kênh Bông Lan Rừng của mình để đón xem những video tiếp về cảnh đẹp.